xin chào các bạn hôm nay sóng tình UGB sẽ cùng đến với các bạn trong một chủ đề liên quan đến việc người vợ khổ đau trong việc chồng ngoại tình rất là nhiều người khi nghĩ về câu chuyện chồng ngoại tình là một vấn đề tiêu cực nhưng ít có người nhận ra những lợi ích từ việc chồng của họ ngoại tình và trong quá trình mà mình tư vấn cho rất là nhiều vị thân chủ là người vợ thì họ đều nhận ra những cái lợi ích này nhưng bản thân họ không biết rằng đó là một cái sự lợi ích của bản thân họ nhận biết được trong quá trình mà chồng họ đã lỡ sai thì qua video lần này của mình mình sẽ chia sẻ với bạn về những điều lợi ích từ những cái sự tiêu cực này có thể nói theo một cái nghĩa khác đi là những cái sự tiến bộ của bản thân người phụ nữ là vợ cũng đã được nhận ra trong quá trình chồng của họ đang làm sao nếu không có một cái giai đoạn mà khiến cho nhận thức của người phụ nữ tăng cao thì người phụ nữ cũng không nhận ra những cái điều ích lợi như thế này đâu và chỉ khi mà con người ta nhận ra những cái điểm mà họ chưa được hoàn thiện thì họ mới bắt đầu nghĩ ra những cái cách để giúp cho bản thân mình hoàn thiện hơn hoặc là giúp cho bản thân mình có một cách sống khác tốt hơn trong cái hoàn cảnh mà họ đang cảm thấy rất là đau khổ và bế tắc khi mà chồng ngoại tình thì người phụ nữ là vợ rơi vào một cái trạng thái đầu tiên đó là biết chồng ngoại tình thì giận chồng này rồi trải qua một cái trạng thái buồn khổ rồi đau đớn rồi tức tối rồi mạnh hơn nữa là căm thù rồi bắt đầu chuyển đến cái giai đoạn là nguyền rủa khi mà chồng có những cái dấu hiệu ngoại tình thì người vợ trở nên muốn kiểm soát lục lọi đồ đạc cũng như là bắt đầu có những cái biểu hiện rình rập người chồng rất là đáng thương có người thì rình ở công ty có người thì rình trên facebook trên những cái mạng xã hội có nhiều người thì rình chồng bằng cách là hửi đồ hửi quần áo thậm chí còn hửi quần, quần lót nữa những cái vấn đề như vậy á làm cho người vợ trở nên quanh quẩn bủa vây bởi vì cái trạng thái là chồng mình đang có một ai đó nhưng khi người chồng phủ định cái mối quan hệ này mà vẫn khiến có những cái biểu hiện làm cho người vợ không tin người vợ trở nên không tin tưởng chồng bởi vì chồng có những cái biểu hiện đáng nghi ngờ đáng đặt ra những cái câu hỏi và có vẻ gì đó nó danh gian, gian cái bề tướng ở bên ngoài người chồng đã lộ ra điều đó khiến cho những người vợ không cảm giác như được an toàn chính vì vậy mà họ càng không tin chồng càng chối họ lại càng không tin và họ muốn bắt được quả ta cái việc mà người vợ muốn tìm ra cái bằng chứng để cho chồng mình hết chối cãi để cho chồng mình không còn khua môi múa mép thậm chí có một số người đàn ông khi mà bị uh, vợ phát hiện ra những cái lỗi sai nhưng chưa đủ bằng chứng để khẳng định rằng anh ta ngoại tình thì lập tức anh ta sẽ quay lại đổ lỗi cho người vợ đó là À, giả bộ nói như vậy để mà có nhân tình ở bên ngoài hoặc là người đàn ông đó nói vợ của họ là à, bệnh hoạn, hoang tưởng, suy diễn, gán cho vợ một cái tội và một cái bệnh nào đó khi mà anh ta không có bị lộ ra chân tướng sự thật là bắt quả tang tại trận mà cái việc mà bắt được cái uh, tin nhắn hoặc là cái việc mà người đàn ông với người đàn bà cùng ngủ với nhau gọi là À, nằm ngủ trên giường mà trai trên cái dưới thì rất là khó bắt được. chính vì vậy mà người đàn ông vẫn chối cho bằng à, hết là không có cái việc ngoại tình ở đâu. thậm chí làm đủ mọi cách thề này hoặc là ép người vợ này phải nhận lỗi, phải xin lỗi mình vì cái thái độ um, hồ đồ của người vợ gọi là vợ ghen bóng ghen gió. nhưng mà thật ra vợ không có ghen bóng ghen gió mà ghen đúng đấy. nhưng mà chưa bắt được quả tang nên anh ta à, mạnh miệng như vậy khiến cho nhiều bà vợ À, cũng phải bị đuối lý ở trong cái giai đoạn nổi điên như thế này mà lại còn bị một cái đối tượng người thứ ba khác ghê gớm hơn nữa đó là cái việc mà người chồng thường xuyên giao du đi làm hoặc là công tác hoặc là có một cái mối làm ăn gì đó liên hệ với người thứ ba mà người thứ ba lại cố tình để quên đồ đạc ở trong xe này bỏ quên khẩu trang bỏ quên thỏi son rồi bỏ quên một loại dầu gió, bỏ quên một loại nước hoa của đàn bà trong cốp xe của người chồng chẳng hạn. Rồi thậm chí người phụ nữ đó đến nhà của hai vợ chồng để quên cái kẹp tóc, để quên bàn chải kéo răng. Hoặc là để quên một vài sợi tóc, cố tình chứ không phải là quên. Hoặc là vô tình cũng có những trường hợp này bạn nhé. Tức là người vợ thì tóc ngắn mà phát hiện ra trong nhà toàn là tóc dài. Hoặc là cây lược dính một sợi tóc dài, rất là dài của người phụ nữ thì khiến cho người vợ có những cái cái biểu hiện đáng nghi nhưng mà không bắt được như thế nào không nhìn thấy không có camera nên là người vợ có linh cảm không an toàn cái 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 sợi dây thần kinh chống ngoại tình của vợ bắt đầu nó nó phát triển một cách rất là linh hoạt nó biết là một người đàn bà nào đó đang ở bên cạnh người ta đấy nhưng mà người ta không biết người đó là ai và biểu hiện của những bà vợ là rất mong muốn tìm được bằng chứng, trong khi ông chồng thì phủ định tới cùng, thề tới chết là không có gì hết. À, trong cái giai đoạn mà người đàn bà đang ở cái mức mà dầu sôi lửa bỏng, đang ở một cái tâm trạng rất là nổi điên, à, tức, ghen và có cảm giác bị ngoại tình, thì người vợ này bắt đầu không ăn, không ngủ và không yên ổn được. Thậm chí có một số người à, phát bệnh trầm cảm, suy nghĩ nhiều quá, bị quẩn quanh, và không có đi tư vấn cũng như là không có một uh, cái chương trình nào giúp cho họ thực sự thỏa mãn về uh, vấn đề tâm lý của họ đang bí bách và một điểm mà rất là nhiều người phụ nữ bị sai ở chỗ này là khi mà người chồng của bạn uh, che giấu đi cái mối quan hệ của anh ta với người phụ nữ kia thì rõ ràng anh ta đã xem trọng gia đình nhiều hơn cái mối quan hệ ngoài luồng của anh ấy. Điểm này khi mà người vợ biết được thì nên mừng chứ không nên đi tìm bằng chứng nữa. Bởi vì nếu mà bạn đi tìm bằng chứng và khi bằng chứng nó lộ ra thì rõ ràng anh ta có cái khả năng là ngoại tình công khai. Mà khi ngoại tình công khai thì đó chính là cái điều mà có thể một vài người thứ ba mong muốn là như thế. Một vài người thứ ba mong muốn là được lộ diện ra ánh sáng và chính bạn là người đã đi tìm và hỗ trợ giúp cho người thứ ba được lộ ra ánh sáng thì có phải là bạn vô tình uh, rơi vào đúng cái kế của người thứ ba mong muốn không bạn đã giúp cho người thứ ba được thỏa mãn những cái điều họ cần đó là việc họ được hiện diện một cách rõ ràng công khai ngang bằng với bạn về vị thế sự cạnh tranh khi mà họ cùng yêu một người đàn ông giống như bạn đây là một cái điểm mà người vợ rất là sai lầm và bạn phải nên hiểu một cái điều trọng tâm trong cuộc sống đó là cái gì được nuôi trong bóng đêm thì cái đó không tồn tại được với một thời gian rất là dài bạn cứ thử xem một cái cây mà trồng ở trong một cái không gian không có ánh sáng tức là nó luôn ở trong bóng tối thì cái cây đó cũng sẽ bị tự chết đúng không người thứ ba mà không được công khai thì người thứ ba cứ ở mãi trong bóng tối đó thì sẽ có một lúc cái mối tình của họ tự bị hủy diệt những người vợ phải hiểu rõ ràng cái điều này mà đừng có nhao nhao đi tìm bằng chứng thay vì tìm bằng chứng bạn phải sống thật vui vẻ bạn phải thật là hạnh phúc bạn nhìn thấy cây son ở trong cặp chồng bạn nhìn thấy rất là nhiều vấn đề hoài nghi ở trong ngôi nhà của bạn thậm chí có những người bỏ quên áo bỏ quên quần lót bỏ quên mọi thứ của một người đàn bà khác ở trong ngôi nhà của bạn ở trong cốp xe của bạn ở trong xe hơi của bạn hoặc là ở trong một cái nơi nào đó mà người vợ có thể phát hiện ra nhưng mà người vợ đó làm ngơ làm lơ coi như là không thấy thì cái sự việc đó nó sẽ không xảy ra đúng theo cái kế hoạch của người thứ ba được bởi vì người thứ ba muốn cho bạn và chồng của bạn bị cãi lộn bị phá vỡ nhưng mà bạn lại không phá vỡ cái điều đó thì có phải là vô tình bạn đã làm cho kế hoạch của người thứ ba không đạt được như ý đúng không nào còn cái việc mà người thứ ba đã dùng rất là nhiều kế nhiều chiêu để đào một cái hầm một cái hố cho người vợ lao xuống thì những người vợ hữu dũng vô mưu nhào xuống cái hố đó và làm cho gia đình mình tan vỡ và người thứ ba thay thế bạn ở trong cái vị thế của bạn đến lúc mà bạn tỉnh lại thì mọi việc nó đã muộn rồi và bạn vẫn phải xác nhận rằng bạn không phải là một người phụ nữ cao mưu một người phụ nữ có bản lĩnh để có thể lách khỏi những cái cơn sóng khi mà nó cuồn cuộn đến với bạn mọi cái sự thử thách đến với bạn mà bạn không vượt qua được và bạn bị nó nhấn chìm vào cái kế hoạch của người ta có phải là bạn thua trí người ta không trong một cái bàn cờ mà bạn đi sai nước thì bạn bị thua trước mặt người ta có thể nói rằng cái sự mà à, thúc đẩy của người thứ ba khiến cho người đàn bà là vợ bị cay đắng bị phẫn nộ cái sự tức giận của họ bị đẩy lên đến đỉnh điểm và họ rất là dễ hành xử một cách bị nhiều khuyết điểm và bị sai lầm ngay tại thời điểm họ nóng giận chính vì vậy mà rất là nhiều thân chủ đã tìm đến với sóng tình yêu tv tư vấn tâm lý của họ đa phần là như thế này khi mà à, có một số người à, cũng à, công bằng mà nhận xét lại rằng chính cái việc chồng của họ ngoại tình á, đã giúp cho họ biết nhìn nhận lại bản thân biết yêu bản thân hơn biết chăm sóc bản thân họ hơn khi mà cả nguyên một thời gian họ làm vợ họ không chú ý gì đến cái vẻ bề ngoài của mình họ luôn luôn tiết kiệm để mà gìn giữ gia đình của mình à, có nghĩa là tiết kiệm được à, chút nào hay chút đó nhưng mà mình cũng đã giải thích cho họ biết rằng sự tiết kiệm đó không làm cho bạn giàu được và bạn chẳng bao giờ có thể giàu được bởi vì những cái sự tiết kiệm đó mà sự giàu có là phải do trí tuệ bạn à, phát sáng bạn kinh doanh bạn làm ăn chứ không phải là giàu từ tiết kiệm mà giàu nổi cái vấn đề chúng ta làm giàu á nó không có liên quan gì đến cái việc mà chúng ta phải biết chăm sóc bản thân ấy rồi có một số người vợ cũng đã nhìn nhận ra rằng mình phải tổ chức lại cuộc sống của chính bản thân họ họ lấy chồng mà họ chưa bao giờ nghĩ rằng họ nên sống như thế nào họ nên trở thành một người phụ nữ một người mẹ như thế nào và một người vợ như thế nào và cái sự chăm sóc gia đình họ thực sự họ không nghĩ rằng phải lên làm như vậy nhưng mà khi chồng họ ngoại tình họ nhận ra những cái điểm mà họ còn thiếu sót cũng như là chồng của họ có những cái điểm yếu họ cần phải khắc phục những cái điểm yếu đó của chồng cũng như là họ chưa biết tận dụng những cái mặt mạnh của chồng để mà mang lại những cái lợi ích cho họ khi mà tư vấn với sóng tình yêu có một số vấn đề riêng biệt mà mình không thể đưa lên TV được không thể đưa lên truyền hình được thì mình đã nói riêng với người phụ nữ đó rồi và bản thân họ cũng đã thay đổi rất nhiều để đạt được những cái điều mà họ muốn trong cái mối quan hệ đó là tốt đẹp hơn cái việc mà bảo vệ chỉnh sửa hôn nhân khi mà một trong hai người có vấn đề gì đó mà chưa thực sự hiểu nhau khiến cho cuộc hôn nhân của bạn trở nên khúc mắc thì cái việc à, bạn cần lắng nghe một chuyên viên tư vấn có kinh nghiệm hoặc là có kiến thức về hôn nhân hoặc là bạn cần học những cái khóa học để mà giúp cho bản thân bạn tự tháo gỡ được những cái tình huống mà bạn đang vướng mắc. Cái căn bệnh của bạn á, được chữa trị thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn là cái việc mà bạn à, tự mình nghĩ ra cái cách đó là nó hay nhưng mà thật ra nó không có hay bởi vì bạn không có am hiểu về tâm lý của người đàn ông nên bạn sẽ không chỉnh sửa được cái cuộc hôn nhân của bạn theo đúng như cái điều mà bạn mong muốn làm sao để một người vợ không còn đảo điên tìm được sự bình yên trong cuộc sống khi mà chồng của họ đang bị ngoại tình rất là nhiều cái cách mà mình đã hướng dẫn cho nhiều người phụ nữ là phải biết sống cho mình tập trung cho chính bản thân bạn không có yêu người chồng của mình đến mức mà u mê mụ mẫm đến mức mà lầm lạc khiến cho bản thân bạn bị khổ sở mà cũng chẳng làm cho người ta yêu mình hơn mà người ta còn thấy ghét thấy sợ thấy chán thấy nản với cái kiểu mẫu người phụ nữ là vợ như vậy thì một số người vợ sau khi mà đã tìm đến với sóng tình yêu gb chia sẻ để mà được tư vấn thì họ đã tìm được sự bình yên họ không còn khổ không còn đau không còn điên nữa nhưng mà họ vẫn đặt giờ để nói chuyện với mình Để về à, chia sẻ những cái khoảng thời gian mà họ đã vượt qua những cái điều đau khổ như vậy Họ có thể nhắn tin bằng cái việc là kết nối Zalo với sóng tình UGB để cảm ơn nhưng không họ vẫn đặt giờ để nói chuyện cùng với sóng tình UGB một cách rõ ràng hơn vì họ trực tiếp muốn nói chuyện bởi vì họ muốn chia sẻ rằng nguyên cái khoảng thời gian lúc trước đây cũng là chuyện chồng của họ ngoại tình như thế đó và bây giờ chồng của họ cũng là ngoại tình như thế đó nhưng mà sự việc nó hoàn toàn khác đi bởi vì họ không còn cảm thấy khổ đau nữa họ không còn cảm thấy bị cây cú không còn trở thành một gọi là một con chó săn để mà lúc nào cũng đi rình chồng nữa họ nhấn mạnh như vậy họ không còn bị khổ không bị trói buộc vào một cái mối quan hệ như vậy mặc dù uh, họ đã vẫn còn đang yêu chồng vẫn xác nhận rằng yêu chồng nhưng mà cái suy nghĩ và cái nhận thức của họ về cái việc chồng ngoại tình là hoàn toàn khác họ đã có thể ăn ngon, ngủ khỏe. Chứ lúc trước chồng mà đi vắng đêm như vậy họ ngủ không được, mắt họ trong trong lên, nâu quần hết mắt như là gấu trúc panda vậy đó. Nhưng bây giờ chồng còn có họ đi đến 2-3 giờ sáng đi nữa, thì họ vẫn ngủ lăn quay ra. Đó là cái điều mà họ cảm thấy là sống tình yêu GB đã làm cho họ thay đổi. Cũng là một con người như thế đó, chồng họ vẫn là như vậy đó, nhưng mà bản thân họ không còn bị khổ, không còn bị đau nữa. Thì đó chính là những cái lợi ích của việc à, nhiều thân chủ tìm đến với Sống tình yêu để hướng dẫn cho họ cách mà thoát khỏi khỏi cái sự khổ đau, thoát khỏi được cái sự à, vướng mắc khi mà chồng của họ đang ngoại tình, những cái nỗi buồn mênh mang bao la không còn bám lấy họ nữa, mà họ đã thực sự biết yêu bản thân hơn, giải thoát được ngay cái sự đau khổ trong gia đình của họ, mặc dù gia đình của họ vẫn như xưa, nhưng mà bản thân họ không còn bị vướng mắc, không còn bị khổ nữa đó là những cái điều mà sóng tiền ugb có thể mang lại cho một số người phụ nữ hợp duyên hợp cơ tất nhiên là có rất là nhiều người sẽ tư vấn hay hơn sóng tiền ugb nhưng mà để bước vào một cái giai đoạn mà bạn có thể thánh thiện bạn có thể trong lành thì bước đầu tiên phải làm sao để cho bạn bớt cái cảm giác bị điên nhất trong lúc chồng bạn ngoại tình đã thì sóng tiền ugb xuất hiện ngay vào thời điểm bạn còn đang tối bạn còn đang điên rồ lên vì chồng của bạn bị ghen bị tức bởi vì tâm lý của bạn bị trói buộc vào cái bị ghen bị tức đó mà bạn bị khổ cái việc của sống tình yêu là làm sao cho bạn thoát được cái điều đó chính vì những cái sự thay đổi của bạn thì tất cả mọi thứ cũng sẽ thay đổi trong cái suy nghĩ của bạn và cái hoàn cảnh của bạn cũng sẽ thay đổi theo cái nhận thức của bạn và bạn cứ quan sát thử xem khi mà bạn thay đổi thì chồng của bạn cũng thay đổi Do đó mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình sẽ có một sự thay đổi khác biệt hoàn toàn bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe cái phần chia sẻ của sống tình yêu GB trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng một ai đó khi còn vướng mắc tình cảm thì sẽ liên hệ cùng với mình để được tư vấn, hỗ trợ về việc mà chúng ta điều chỉnh một cuộc hôn nhân, chỉnh sửa hôn nhân và hoặc bảo vệ hôn nhân là điều rất là cần thiết với mỗi người phụ nữ chúng ta bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.